Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phan. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm Magizix được sản xuất tại Agimex Farm. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm tới thông tin về Magizix cũng như cách sử dụng sản phẩm, thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh Pham chia sẻ dưới đây. Thành phần của Magizix Magnesium lactate 470mg Vitamin B6 5mg Dạng bào chế Viên nén Hạ magnesium là gì? Hạ magie được định nghĩa là nồng độ miligram trong huyết thanh nhỏ hơn 1,8 mg trên dữ liệu, mức bình thường 1,8 mg trên dữ liệu đến 2,3 mg trên dữ liệu. Nguyên nhân của hạ magie máu bao gồm uống kém, thiếu miligram từ dung dịch tiêm, thay đổi hấp thu và tăng tổn thất đường tiêu hóa ở bệnh nhân tiêu chảy, kém hấp thu hoặc phẫu thuật cắt bỏ trên nối ruột. Công dụng và chỉ định của Magizix Thuốc dùng để điều trị các trường hợp thiếu magie nặng, riêng biệt hay kết hợp các biểu hiện chức năng của cơn lo lắng cấp tính có tăng thông khí, tạng co giật khi chưa có điều trị đặc hiệu. Cách dùng và liều dùng của Magizix. Cách dùng. Thuốc dùng đường uống. Liều dùng. Hạ magnesium huyết nặng. Người lớn, 6 viên trên ngày. Trẻ em, 2 đến 6 viên trên ngày tùy theo độ tuổi. Tạng co giật, người lớn, 4 viên trên ngày chống chỉ định của Magizix. Mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Suy chức năng thận nặng, công chức dưới 30ml trên phút. Lưu ý khi sử dụng Magizix. Không dùng Magizix chung với bất kỳ thuốc khác có chứa magnesi hay vitamin B6. Khi có thiếu canxi đi kèm thì trong đa số trường hợp phải bù magnesi trước khi bù canxi. Thận trọng khi dùng thuốc trong trường hợp suy thận vừa để tránh nguy cơ tăng magnesi trong máu cần thiết phải có sự giám sát của bác sĩ khi dùng thuốc magizix chỉ được dùng cho đối tượng trên 6 tuổi magizix có chứa lactose bệnh nhân có vấn đề di chuyển hiếm gặp về không dung nạp galactose thiếu hụt láp lactase hoặc kém hấp thu gluco galactose không nên dùng thuốc này dùng quá liều có thể gây nhuận tràng sử dụng cho phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú tham khảo ý kiến bác sĩ sử dụng cho người lái xe hành máy móc. Tham khảo ý kiến bác sĩ. Tác dụng phụ của Magizix. Vitamin B6. Các phản ứng dị ứng nặng, phát ban, nổi mề đay, ngứa, khó thở, tức ngực, sưng miệng, mặt, môi, hoặc lưỡi, giảm xúc giác, sốt, run rẩy, mất điều hòa, tê chân hoặc quanh miệng, tê hoặc ngứa gian ở da. Dùng liều cao vitamin B6 trong thời gian dài có thể làm gia tăng bệnh thần kinh ngoại vi nặng. Magnesi. Nếu có những triệu chứng dị ứng như phát ban, khó thở, sưng mặt, lưỡi, môi hoặc họng, cần đến cơ sở y tế gần nhất để được chăm sóc y tế kịp thời. Thường gặp: tiêu chảy, đầy hơi, sinh bụng hoặc rối loạn tiêu hóa. Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng. Tương tác Tránh dùng Magizix kết hợp với các chế phẩm có chứa phốt phát và muối canxi là các chất ức chế quá trình hấp thu Magnesi tại ruột non. Trong trường hợp phải điều trị kết hợp với tetracycline đường uống, thì phải uống hai loại thuốc cách khoảng nhau ít nhất 3 giờ. Không phối hợp với Levodopa vì Levodopa bị vitamin B6 ức chế. Quinidin, tăng lượng Quinidin trong huyết tương và nguy cơ quá liều. Hy vọng. Qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh Pham sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm Magizix, đồng thời biết cách sử dụng Magizix sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay, có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm, mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác, vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh nhà thuốc trường anh của trường anh pham